lộn Thình Tinh Phương. À, Phương hả? Phương. Ừ. Anh biết em hả? Đó, biết không biết. Đấy là cặp đôi bí ẩn rồi. Thôi chương trình cứ là cặp đôi bí ẩn kiểu đó. Ừ. Khó luôn hả? Khó luôn hả? Trong khi đó, Khương và Phương đã tranh thủ một cuộc hẹn riêng. Ổn không? Em ngoài ổn không? Sao vậy? Không sao, không sao. Ngồi sát vô, mình ngồi sát vô đi. Em có quyền dịnh anh nha. Em có quyền dịnh mà. Em đang dịnh mà. Ờ, cũng dạ. Được nữa. Chắc ờ, nhưng mà anh đi đường này đi đâu? Anh sẽ chở em tới một cái nơi rất là lãng mạn. Chỉ có hai chúng ta mà thôi. Mình là Thúy Kiều, hãy tụi mình trên Speakable nha. Người xuất hiện sau, nhưng Lợi làm quen các thành viên khác rất nhanh. Bạn tên gì? À, tên Lợi. Lợi. Con tiếng Việt giỏi á. Mình mang cái này tới để đãi mọi người á hả? Đúng rồi. Xin chào. Rồi. Xin chào. Đó. À, mình xin tự giới thiệu, mình tên Lợi, năm nay 28 tuổi. Em tên là Mai. Mai Hiên. Đây, ăn cơm đi. Hiên. Hiên là của Mai Hiên. Mai Hiên bỏ vô sắc anh. Em biết em à. Trong ngày đầu tiên thì mình ấn tượng nhất với Lợi. Mình thấy anh ấy có sự vui tính, dễ gần, hòa đồng với mọi người. Anh nghe đầu nãy anh đứng trên ngoài cửa là Tinh Phương. Ở đây ai ngủ sao ai kêu Tinh Phương vậy? Ờ, cái này lộ rồi. Nói này mà anh kêu tên em à? Ờ. Đâu có, nãy giờ không kêu tên ai đâu. Không có kêu tên ai hết á. Thôi, không còn theo dõi. Hiểu rồi. Không biết trước này làm gì mà. Ê, cái kêu này trên núi bỏ mà dưới Sài Gòn xài. Sao kêu tên của gì vậy? Chặn đầu những đuôi rồi. Anh kêu Tinh Phương mà nó nghe lộn thành Tinh Phương. À, Phương hả? Phương. Ừ. Anh biết em hả? Đó, biết không biết. Ê, cái này cặp đôi bí ẩn sao? Ê, chương trình cứ là cặp đôi bí ẩn kiểu đó. Ừ. Khó luôn hả? Khó luôn hả? Anh này không phải. Ê, đẩy rồi. Đây là quần áo. Không ai biết gì hết. Đẩy rồi. Thôi. Chuyện quá. Anh tập thêm cho anh. Thấy tình hình là không thấy anh đang để ý nhau hết trơn. Coi chừng cặp đôi bí ẩn. Bậy rồi. Nãy bữa đây bữa kia lộn hết rồi. Bữa ăn đang diễn ra vui vẻ thì hết cơm. Mà Phương, bộ hôm nay nhà mình hết gạo hả? Một mình lại ăn gấp ba lần ta. Đi dùng. Thôi được rồi, mai thì nấu cơm. Không mà. Vậy là Hà phải vào bếp nấu thêm cơm cho chàng trai ăn gấp ba lần người thường. Và chàng trai ga lăng Danny đã không để Hà phải nấu cơm một mình. Ăn nữa thì chắc là phải hai bán thôi. Hả? Chương trình nữa. Ủa chứ bình thường anh ăn ổ anh. Cơ hội đó anh hay à? Cầm nguyên. Cơ hội đó. Ở dưới đâu lâu vậy anh? Đó. Ôi, ông ờ hiểu luôn. Tụi em hả? Mẹ ngồi đây. Tụi em qua bắt tư luôn. Đi đi. Mẹ thì chứ không nhớ luôn á, không để ý luôn. Nói là Danny fast nhanh quá. Fast. Trời ơi, nghe nè, chương trình thích hợp luôn với anh á. Tại sao? Ngôn tình Hàn Quốc là tình huyết của đỉnh. Màu hồng này hợp với anh. Drama. Màu hồng này rất hợp với anh. Drama hả? Yes, cưng 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 cưng. Hỏi đã lên đây rồi. Không sao hết, tên em rồi. Chị nóng một chén nữa. Một điều mà Danny lo lắng là Danny là người Hàn Quốc duy nhất ở đây. Nên nếu mà anh làm Danny làm gì sai thì người ta có thể hiểu nhầm về người Hàn Quốc. Mà thực ra là Danny và Danny cũng không giống như trong phim người Hàn Quốc như vậy. Nên Danny hơi lo lắng về đó. Danny có thể là làm người ta thất vọng hay gì đó. Nên hơi bây giờ thì hơi ngại một chút. Mọi người cơm nước xong hết thì Huỳnh Thi mới về đến. Về trễ quá vậy? Trời ơi, mọi người mới đợi em ăn cơm lâu quá. Trời, cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Hello. Chào anh. Chào anh. Trời ơi, ai ăn với em? Có một mình em ăn hả? Chị. Có mình chị hả? Một người chưa tới nữa thôi. Trời ơi, vậy mình đợi bạn đó. Bạn đó là Nam đúng không? Trời ơi. Giờ đợi bạn Nam nó tới ăn thôi à. Lúc này Phước đang bận đi hát show cuối ngày nên chưa đến ngôi nhà chung cùng các thành viên được. Trong khi chờ chàng trai ấy thì tranh thủ làm quen với Danny trước. Ủa anh tên gì vậy? Anh tên Danny. Danny. Em tên Thi đúng không? Đúng rồi, Thi. Dằng nhà dằng y đó. Hợp nhau dằng y cuối á. À, Danny. Anh sinh năm mấy? Anh sinh năm 87. À kêu anh đúng rồi.
Em bao nhiêu tuổi? Em sinh năm 93. 93. Đi làm nghề gì? Em làm giáo viên dạy người mẫu. Hả? Giáo viên dạy người mẫu. Giáo viên người mẫu. Dạy model. À. Teacher. Em quy tín nhỉ? À, mẫu bạn gái của Danny là một con gái mà mỉm cười rất là đẹp, rất là dễ thương. Và Danny cũng có thể cười với nhau. Hát cho em nghe một câu. Mắc cười quá. Mắc cười quá. Ngày đầu tiên á, mình á ấn tượng nhất đó là bạn Danny với một chiều cao tương đối và khuôn mặt dễ thương, cái tính lại hơi là ngại ngùng mắc cỡ, mà giống như là trước khi mà mình có ý định vô trong ngôi nhà chung này là mình thích một người đàn ông mạnh mẽ, nhưng mà khi cảm thấy bạn Danny thì thấy cái sự gì đó gọi rất là dễ thương. Ngoài mặt em nó bụng quá à. Em xin lỗi anh gì đó. Đói quá. Cũng chẳng bỏ công chờ đợi của Thi, Phước đã về tới. Hello bạn. Dạ em mời anh vô ăn cơm. Hello mọi người. Xin chào. Hello. Chào. Dạ em mời anh ăn cơm. Ờ, không ăn cơm rồi. Giờ no rồi. Ủa gì là bắt cơm. Sao đây bây giờ anh không được. À, mở cửa luôn. Em tụt cảm xúc rồi. Mở cửa. Ok đi em. Mình là Phước, 25 tuổi. Hay gọi là Gio. Mình là guitar với hát chính và nhạc rock. Hello. Quen không? Sáng mới gửi thư. Đúng rồi. Giống như là sáng này. Buổi sáng đầu tiên ở ngôi nhà chung, Lợi và Phương đã rời nhà từ sớm. Ba chàng trai còn lại rủ nhau đi ăn sáng. Đi thấy bé Phương sao? Phương hả? Ờ. Thấy cao cao. À, cũng gì, thấy gì cũng bình thường. Chứ mà... Tấn công đi. Ờ, chắc để nghiên cứu vấn đề đó quá. Nhưng mà nếu mà tấn công Phương là sẽ có nhiều đối thủ đó. Thế à? Chắc là không phải tôi. À, còn Danny. Anh đã có đối tượng chưa? Cái ấn tượng đầu tiên là Hà, nhưng mà bây giờ thì phải tìm hiểu cái cô gái khác. Thì Khương thì thế nào? Khương hả? Thì thật sự em chưa. Em vẫn để mình hứa tự nhiên. Ok, nếu mà Khương phải đi đi rủ một con gái đi chơi thì Khương sẽ chọn ai? Chưa biết. Chưa biết. Thực ra là hôm qua thì anh đã nói chuyện với Hà nhiều rồi, thì hôm nay là một con gái khác. Có thể là một Phương hay là Thi. Phương thì thế nào? Em cũng chưa có rõ lắm. Đúng rồi. Thì em qua nói chuyện với Phương nhiều, tại vì em là người đem thư tới đưa cho Phương. Thì cũng đi ăn trưa mà còn nói chuyện với nhau khá nhiều. Thì chúng mình cũng biết chút. Mà chắc đang suy nghĩ giữa việc tìm hiểu thêm với lại tìm hiểu người khác nữa đi. Nhưng mà đi bốn người xong mình sẽ có một lựa chọn chính xác chứ. Mình cứ nên mua vợ cho nó đúng không mình? Có nên mua vợ. Mua vợ cho bạn nữa nha. À. Gái chưa dậy. Đồ ăn sáng đã được ba chàng trai mang về tận cửa phòng. Nè. Nhưng có lẽ đêm qua thức khuya quá nên sáng nay các cô gái vẫn chưa dậy được. Sau khi đã khóa cửa phòng cẩn thận, các chàng bắt đầu bàn chuyện hẹn hò. Thiện cảm đầu tiên. Và nói chung là thiện cảm đầu tiên tới thì bây giờ chắc có lẽ sẽ đi ăn nhẹ một cái gì đó để nói chuyện nhiều hơn. Phương hả? Ừ, em gì đấy. Ủa, Phương đang ở đâu vậy? Phương đang ở công ty chuẩn bị đi làm về. Phương đang đâu ấy? Phương đang ở nhà. Ở nhà hả? Ăn cơm chưa? Khương với lại Danny với lại Phước mới đi ăn sáng về, có mua đồ ăn cho Phương với mọi người nè.
trời ơi, cuối năm sáng về. Chiều nay làm gì? Chiều nay hả? Hiện tại thì chưa biết chưa làm gì hết. Tại vì đáng lẽ là Khương đi hát rồi, nhưng mà bị ở dưới trời mưa quá, người ta mới hồi lại qua người khác rồi, nên là cũng rảnh rỗi. Chiều đi cà phê đi. Ok. Tí xíu nữa Khương về rồi khoảng tầm để mắc mát rồi đi ha. Ok. Có gì về nhắn tin hay là qua nói không biết nha. Ok. Ok. Dạ, bye bye. Yeah. Ôi trời ơi, cố rồi nè. Cố hẹn rồi nè. Cái gì vậy? Đây nè. Hả? Gì vậy? Mà em định đi chơi với Thi đúng không? Mà anh em mình bí mật cho nhau nha. Này là số trời rồi. Mình không cản được rồi. Chàng trai mà ấn tượng ngày hôm nay nhất có lẽ là Khương. Có lẽ là Phương vẫn ưu tiên để mà tìm hiểu Khương. Thằng cả muốn Thi nhiều hơn. Nhưng mà bây giờ thì Phương là người chủ động thì Khương cũng muốn tiếp cận Phương coi như thế nào. Bây giờ thì Thi bán đúng không? Thi rán đúng không? Thì Danny nếu mà Khương không đi chơi với Thi thì Danny đi chơi với Thi. Sự lựa chọn không tốt chứ. Tại vì mình có quyền mà. Còn Phương phải có dự định gì chứ? Đang suy nghĩ có nên đi với ai? Với ai là cái sự lựa chọn có nhiều cái khả năng. Không, cứ thử đi với Hà xem sao. Rồi ok Hà đúng không? Thì nói Hà đi. Cứ thử đi Hà okay. Xem sao. Tại mắc mờ cũng không biết được ai mắc mũi ra sao, mắc mờ lắm. Nên không đi được ai cứ đi coi mặt mũi ra sao đây, coi vậy mắc mờ lắm. Ok, gì là Hà đúng không? Ừ. Ok thì nói Hà đi. Nhưng trước khi kịp hẹn Hà thì Phước lại bận lịch tập của nhóm. Hôm nay là chủ nhật nên đến gần trưa các cô gái mới thức giấc. Bây giờ mới đi làm vậy ạ? Giờ mới thức. Mới thức hả? Đúng rồi, để này có thể đang kèm vô chung như này. Ủa vậy có ai giờ muốn đi tham gia sự kiện gì không? Bây giờ thì trời nắng quá. Chị đi cà phê đi. Ok. Nắng quá mẹ bất chợt quá em không. Anh đi ngủ đi. Không mở chữ gì. Anh đi ngủ đi. Sao vậy? Nghe câu này không có đàn ông chút nào chứ, chiều nắng quá. Trời ơi, anh đi chưa nói gì cả, anh đi cả. Anh đang suy nghĩ đó. Đang suy nghĩ cái gì? Là sẽ đi mà. Đi đâu? Đi ăn tối. Thành chuyển cái bữa tối đi ăn tối. Ồ, thì bây giờ hôm nay thì Thi đi làm đúng không? Chiều nay hả? Nói chung là anh nói cho em nghe nè. Có một người đang muốn hẹn hò với em. Ai đem chuẩn bị tâm lý nè. Anh sư sợ kim chi á. Thi rảnh mà chiều nay rảnh thì đi chơi, đi uống cà phê, đi... Không, bây giờ nè, anh hiểu ý anh rồi. Em cũng là người đứng giữa sắp xếp cho. Bạn nữ này sẽ đi công việc cho đến khoảng 6 giờ sẽ về. 5 giờ đi. Em đi sớm đi sớm rồi, đi. Để em... 5 giờ sẽ về và Danny sẽ nhà chuẩn bị, 5 giờ sẽ đi ăn với lại bạn Thi này. 6 giờ đi. 6 giờ đi. 6 giờ rưỡi đi. Sao là em đi chuẩn bị hết mọi thứ nha. Ai vậy mình đi ăn món hàng đi chứ uống cà phê làm gì. Ủa, uống kỹ gì. Bạn nên nhớ anh là người đã chủ động kêu mua về cho tụi em. Hay à, em hay, biết ngay mà. Hay, còn cái hai người này là đi ăn xong cầm xí ăn đi ra ngoài tỉnh bơ rồi. Trời xí. Còn ba bạn nữ ở nhà nữa. Tại sao vậy? Tại sao anh lại như vậy anh đi? Sói ca anh luôn là sói ca mà. Từ ngày hôm qua tới ngày hôm nay chỉ có tụi em bỏ anh đi chơi với bạn này thôi, thằng khác thôi chứ bạn không quên. Đó, bạn này bỏ anh đây nè. Bỏ mặt anh đây nè. Miệng lưỡi thiệt. Dụ rồi. Miệng thì nói sói ca. Ủa? Chiều tối đi chơi. Bạn mở lời rủ em, anh nên đi, anh có rủ đâu. Anh không cần em hiểu, anh không có lời. Nhìn mắt anh thì em sẽ hiểu. Trời, nhìn mắt anh. Giờ giấc hẹn với em hết trơn nè. Địa điểm giờ giấc ở trong bé hết trơn nè. Nhìn là thấy đi. Bạn mặt anh nhìn đi. Không thấy gì hết. Thế em trong con mắt anh không à? Là em nó đang nằm trong mắt anh rồi đó. Anh nằm trọn vô rồi đó. Em trời, không em vô tâm quá, em không hiểu được cái gì. Em nhìn sai ca, em bút không à. Cầm kia mà gọt nhỏ gì, cẩn thận cái tay em ơi. Tôi bị lo lắm quá hả? Đi chơi đây này đi. Đi chơi đây này đi. Đừng nói nhiều nữa. Đi chơi đi, mấy người đi chơi đi. Thường kệ thế giới. Đừng bao giờ mà
có ý định đó mà nói với tôi. Có nghĩa là quan tâm, có nghĩa là quan tâm gì còn đồng anh là bị thương cái gì ngày mơ sao tụi em những gì tôi sao? Làm từ hôm qua tới nay là dư thừa. Cuối cùng tôi đã thua một anh chàng Hàn Quốc. Giờ anh Khương nói thẳng đi, anh Khương thích chị Thi đúng không? Anh chưa nói là tụi em rút, anh rút chưa luôn. Nói anh chưa nói nãy giờ là tụi em thấy ghét rồi em rút luôn. Anh nói như vậy á để lòi ra biết ai thích anh nữa là cảm ơn em đã nói anh biết một người thích anh đúng không, em nói em thích anh đi em biết đường em trừ anh ra. No, anh chưa có nói câu đó, anh thích chị Thi nha. Phải chăng đây là hành động gửi nỗi niềm vào âm nhạc? Rồi bao đêm thầm mong thầm mơ về em biết không, anh đang suy tư. Cuộc đời anh chẳng cần đâu những điều quá xa, chỉ cần em yêu anh và biết rằng anh mãi mãi yêu em mà thôi. Vì trong anh em là yêu duy nhất. Dành cho em ngàn câu ca và thương yêu nó. Dành cho em niềm đam mê tuyệt vời mà anh muốn ôm lấy trong giấc mơ. Ăn mì không? Ăn mì đi. Thôi em ăn mì đâu. Đây là người con gái mà thiệt thòi nhất trong buổi sáng ngày hôm nay. Đi làm sớm mà không ăn gì hết và cũng chẳng mua đồ ăn nên là anh phải nấu mì lại, bù đắp lại. Còn có sự sâu bì trong bốn thì em anh không thích. Anh không muốn chuyện nó xảy ra. Mọi người có chương trình gì lên cho chiều tối nay chưa? Tối rau ăn, nướng thịt chị. Còn anh Danny với chị Thi đi hẹn hò. Anh hẹn hò với Thi, anh phải chuẩn bị tinh thần để mà anh nghe cho kịp nha. Nghe đường hai người chuẩn bị hẹn hò. Đúng rồi, sáng rồi. Em nói chậm chậm để cho anh hiểu nữa nha. Không, em thích nói nhanh cơ. Anh nói tiếng Hàn thì em nói tiếng Việt. Phải cần hiểu nhau luôn hả? Như đã hẹn trước, Danny hộ Tống Hà và Hiên đi chợ để nấu món kim chi. Ủa, tối anh em phải mới đi hả? Đầu rưỡi. Hôm nay thì 6 rưỡi anh đi. Đi xong rồi về ăn hả? Ừ. Mà rất tiếc anh không thể ăn được cái cạnh mà cái kim chi của em. Sao vậy? Ví dụ tối nay anh phải đi ăn cơm của Thi mà. Thì em mới hỏi anh là anh đi rồi anh có về ăn không? Không, không để phần cho anh luôn. Anh mất luôn. Vậy là có hai người không ăn mà vậy? Để lại hè chút xíu. Không, để cho chị Thi thôi. Anh sạch luôn. Ừ. Không, em đợi chút xíu. Xong anh về là em ngồi ăn trước mặt anh. Nhìn đó là anh có thể ngửi tại gì em thò Hà giải thích cho anh là nấu canh kim chi thế nào. Dễ lắm. Không, nhưng mà tự nhiên em phải nói làm gì. Đầu tiên là phải làm công thức bí mật. Bí mật rồi, công thức bí mật của chị. Thế à? Đầu tiên là xào thịt heo xong rồi bỏ kim chi. Ủa, chị kêu chị không nói mà cuối cùng chị cũng nói vậy. Con mình dạng như là không ích kỷ, mình sẽ chia sẻ kinh nghiệm cho các bạn. Đúng rồi. Mặc dù mình chưa nói bao giờ. Đi anh là vậy đi. Hả? Anh là vậy đi. Sao anh là vậy? Anh không nhớ, anh không làm nữa. Tới rồi nè. Trong khi đó, Khương và Phương đã tranh thủ một cuộc hẹn riêng. Ổn không? Em ngoài ổn không? Sao vậy? Không sao. Ngồi xe vô, mình ngồi xe vô đi. Em có quyền dịnh anh nha. Em có quyền dịnh mà. Em đang dịnh mà. Không, dạ. Đừng nữa. Chắc ơ, nhưng mà anh đi đường này đi đâu? Anh sẽ chở em tới một cái nơi rất là lãng mạn. Chỉ có hai chúng ta mà thôi. Tối hôm qua trong cái buổi ăn uống rồi giao lưu với nhau thì em ấn tượng với ai nhất? Em rất hợp ý. Mình đang chia sẻ với nhau. Có ấn tượng với ai nữa không? À thì ấn tượng với bạn Khương nhất á. Vậy hả? bạn Khương xàm xàm nhất. Em nghĩ cặp đôi bị ẩn lại không? Em nghĩ Danny với lại Hà. Hôm qua tới giờ có một số cái hai người nói chuyện với lại em nói chuyện với hai người thấy có một số cái đó. Anh đó. Trùng hợp. Nhưng mà em nghĩ là cảm giác của em đúng. Em nghĩ Danny lại Hà hả? Mà kệ đi, trời ơi.
Em biết đâu cảm thấy hấp dẫn là anh sao? Em không nghĩ gì không? Anh hả? Cũng có thể chứ. Nhưng mà để em nghĩ coi, nếu mà anh cặp đôi bí ẩn hoài nghi lắm. Trải qua ba mối tình. Ok, cảm ơn em. Còn em sao? Em mấy mối tình? Em hả? Nếu mà nói chắc thì là hai. Hai đúng không? Sao? Yêu không? Yêu đúng không? Yêu đúng không? Ừ. Còn vô số những cái câu chuyện không bờ bến khác. Theo em, mẫu bạn trai của em như thế nào? Ừ. Mẫu bạn trai của em như thế nào? Mẫu thì không nói được đâu. Tại vì nhìn nếu mà nhìn hợp mắt thì nói chuyện hợp rồi hiểu tâm lý chút xíu. Chứ còn không lẽ giờ ngồi đây mà kêu bạn trai ta là phải để kia đúng không? Biết đâu mà tìm. Với lại hả em cũng là cảm giác nữa đúng không? Mình thấy hợp rồi mình hợp rồi. Đúng không? Có duyên mới gặp. Có duyên mới gặp. Như anh em có duyên mới ngồi đây đúng không? Ừ. Ai gặp nhau cũng là duyên mới gặp được hết á. Cô có này mà mập không ta? Cô có này mập không? Nói xong tưởng tượng thấy anh không? Hay vừa không phải mập quá, nhưng mà nếu như mà muốn đẹp thì chỉ cần tập thôi, còn giảm ký thì nó lại người nó không đẹp đâu. Thì em cũng thích em bự bự hả? Bự chút mà anh hồi đó bự đúng không? Mà anh giảm mà anh còn gì đó phải kiểu khỏe dù. Cứng răng cứng chắc chắn một xíu chứ không phải là chắc xíu hả? Chắc chắn hả? Tập chắc đúng không? Tập tành thể dục thể thao thì cho người nó khỏe. Là cái kiểu bạn trai của em là phải đô đô con chắc người vạm vỡ đô quá cũng thấy ghê lắm. Có anh lợi được không? Lợi hả? Hiểu rồi ha. À, mình phải làm một vòng vừa đập vừa hát bài xe đạp ơi á. Được đi. Sẵn sàng chưa? Ôi, nhưng mà chờ thôi. Em vừa mới té thôi. Ok, let's go. Ngồi ra cũng nguy hiểm, cũng. Rồi, ok, được rồi đó. Được chưa? Đây sẽ là một cái gọi là kỷ niệm. Nó đưa anh về với tuổi thơ của anh. Tuổi thơ cái gì bây giờ có lớn lắm đâu mà. Kiểu giống như là mình được trở về với tuổi thơ vậy đó. Hai đứa đạp xe đạp, đi dạo một vòng. Ở xung quanh đây thì cái không khí nó rất là dễ chịu. Buổi chiều mát mẻ, xong rồi thì hai đứa đạp xe đạp đi uống cà phê. Mình cảm thấy là cái cảm giác nó rất là thú vị. Phương thấy Phương đến ngày hôm nay cũng đã bộc lộ được cái tính cách của mình một chút. Cũng Phương thấy cũng dễ gần và cũng hòa nhã. Nhưng mà cô nghĩ cô gái này cũng có một chút gì đó hơi khó hiểu một chút. Vẫn có một chút gì đó chưa thể hiện hết ra ngoài. Khó nói quá biết nói sao vậy. Ngay từ đầu thì Phương cũng đã thấy là cái sự sôi nổi hơn so với các bạn nam còn lại trong nhà chung. Phương đẹp trai, hát hay, vui tính nữa. Có lẽ đây cũng là một cái một đối tượng đáng để cho mà mình. Mối quan hệ giữa các thành viên đã có bước khởi đầu khá tốt đẹp. Phước dường như đang chú ý đến Hà. Danny thì nhận được sự quan tâm của cả Thi và Hà. Khương và Phương đã có cuộc hẹn đầu tiên khá lãng mạn.